Hôm nay, một người giảng viên đại học của tôi khen trước lớp rằng: "Tôi vui mừng lắm. Các em khác với thế hệ chúng tôi. Ở thế hệ chúng tôi khi thấy Tây, chúng tôi chỉ biết sợ, vì chúng nó to và đô hơn mình, lại từng đô hộ mình. Còn ở các em, tôi đã thấy được những cái rất khác. Tự tin giao tiếp bình đẳng với họ bằng chính ngôn ngữ của họ, thậm chí còn dạy tiếng Việt cho họ. Nếu như thế hệ của tôi sợ họ vì họ béo hơn, thì các em lại tự tin vì mình gầy hơn họ. Tôi vui vì các em làm được điều thế hệ tôi không làm được." Tôi nghe câu nói đó vừa thấy tự hào, lại vừa thấy đè nặng trách nhiệm. Nói gì đâu xa, một cuộc thi khởi nghiệp sinh viên có tôi ở trong ban tổ chức, vừa qua tìm được quán quân là một ý tưởng về dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tôi đã từng đặt ra nhiều câu hỏi ngu ngơ khi còn bé, kiểu như là: "Tại sao chúng ta lại phải học tiếng Anh trong khi người Anh hay người Mỹ lại không phải học tiếng Việt?" Giáo viên và bạn bè ở các cấp tiểu học và trung học của tôi thường nhìn tôi như thằng điên khi mà tôi cố hỏi những cái câu hỏi như thế, và họ đều nghĩ rằng đó là hiển nhiên, chả thay đổi được. "Cô biết nói tiếng Việt à?" "Tôi lại có mệt mình. Thôi Việt Nam là nước trước tiên." Mọi thứ đều có lý do của nó. Ngoài các lý do ngoại cảnh tác động, đơn cử như tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, dễ học và phổ biến từ trước, thì tôi thấy có 3 lý do xuất phát từ nội tại nước ta. Đầu tiên, người Việt không ý thức được việc truyền thông về đất nước mình. Đầu tiên cần phải khẳng định rằng, gần như không có chuyện hữu xạ tự nhiên hương. Chúng ta không đầu tư nghiêm túc vào các ấn phẩm có chứa đựng ngôn ngữ Việt Nam ra trường quốc tế. Chúng ta không có cái nhìn dài hơi về điều này. Không nhìn đâu xa, hãy nhìn Hàn Quốc. Họ là kẻ rất chịu chơi về khoản truyền thông văn hóa K-pop, cũng như là phim ảnh tình cảm sến sầm. Nhật Bản thì cũng cao tay chả kém, anime Nhật tràn lan khắp các hiệu sách tôi đi qua. Qua các buổi giao lưu văn hóa giữa hai nước, tôi thấy giới trẻ Việt Nam đặc biệt khoái chí khi khoác lên mình bộ áo kimono hoặc là cosplay thành một nhân vật giả tưởng nào đó trong một bộ truyện mà mình đọc. Người ta thi nhau đi du lịch ở Nhật, ở Hàn, đua nhau đi xuất khẩu lao động ở đây. Các câu chuyện phiếm của giới trẻ chúng tôi hiếm khi nào không xoay quanh các đất nước này, như là GD đi nhập ngũ, T.O.P dùng Mai Thúy, BTS vừa mới ra MV mới, Luffy Naruto ra chap mới, Yui Hanato lại ra cả phim mới cơ. Điều này dễ hiểu thôi, ta không thể bắt giới trẻ trong lúc đi trà đá vỉa hè, vừa ăn hướng dương vừa thỉnh thoảng rít vài hơi thuốc lào, mà lại bàn về điều 5 khoản 1 của bộ luật an ninh mạng khỉ gió gì đấy mới được ban hành. Hoặc thậm chí là dắt tay nhau thong dong đi trên phố đi bộ, ngắm cảnh Hồ Gươm lúc chiều tà, mà nói về đường lưỡi bò 9 đoạn chết tiệt của Trung Quốc đưa ra được. Chúng ta có bàn đại sự, nhưng là trên những chỗ như Spy Room này, và chỉ là một số nhỏ. Còn lại, đại bộ phận giới trẻ Việt Nam trong lúc rảnh lại thích cái sự giải trí hơn là học tập. Giới trẻ trên thế giới cũng như vậy. Vậy nên chúng ta buộc phải tìm cách truyền thông cho cả giới trẻ trong và ngoài nước về vẻ đẹp của Việt Nam thông qua các kênh giải trí, các sản phẩm giải trí nhiều hơn là học thuật. Chúng ta thiếu các bộ phim chất lượng, thiếu các MV ca nhạc chất lượng, thiếu các tác phẩm văn học chất lượng. Các nghệ sĩ Việt Nam như Sơn Tùng hay Mỹ Tâm đang đơn thương độc mã trên con đường đưa Việt Nam ra khắp thế giới. Đáng lý ra, họ phải được sự quan tâm và chú ý đến từ nhà chức trách, chứ không phải là sự thờ ơ như hiện tại. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Thứ hai, nước Việt Nam nghèo đói, thiếu việc làm. Triết gia Hy Lạp Aristotle đã từng nói, nghèo đói là cha đẻ của cách mạng và tội ác. Ở Việt Nam, nghèo đói trực tiếp và gián tiếp tạo ra cách mạng và tội ác qua nhiều hình thức khác nhau. Dễ hiểu thôi, khi mà các cấp cao lãnh đạo của chúng ta vẫn còn mải miết đốt lò tham nhũng, giải tỏa ách tắc giao thông, dẹp biểu tình, thì hiển nhiên họ cũng chả có thời gian rảnh rỗi mà ngồi lại bàn tới việc tuyên truyền về văn hóa của dân tộc. Điều này cũng tạo ra một vòng luẩn quẩn. Càng lao vào giải quyết các việc trước mắt mà quên đi các việc lâu dài, chúng ta sẽ càng dấn sâu vào bế tắc. Tắc đường vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm xuống, tham nhũng thì ngày càng đặc biệt nghiêm trọng, biểu tình ôn hòa mà lại dẫn đến bạo động. Giết rồi năm nào táo quân chả phê phán mấy cái chuyện y đức, và chẳng ai dám khẳng định được bao giờ là hết tắc đường hay là hết tham nhũng cả. Tiếp theo là việc làm.
bạn tôi học tiếng Nhật chỉ để xuất khẩu lao động. Một người bạn khác của tôi học tiếng Đức chỉ vì kinh tế Đức đứng thứ tư trên thế giới. Tôi cảm thấy tệ. Người chưa có vẻ vật đâu mà xuất khẩu như vậy. Càng tệ hơn khi người thân xung quanh mình đã, đang hoặc sẽ là nô lệ kiểu mới như vậy. Đọc xong tác phẩm Quyên của Nguyễn Văn Thọ, nó khiến tôi trở nên căm phẫn về số phận của con người xuất khẩu lao động trong thế kỷ trước của Việt Nam. Tôi đã có lần uất nghẹn thốt lên rằng, sao cái bọn Tây lông đô con đáng ghét ấy chẳng bao giờ xuất khẩu lao động sang cái đất nước nghìn năm văn hiến này? Sao các oppa Hàn Quốc lại không sang xứ sở thiên đường này mà lắp ráp linh kiện, may quần áo cho dân tộc tôi? Tôi thở dài, do nước mình nghèo quá mà, chả ai lại đi phục vụ một thằng nghèo cả. Chúng ta ngửa tay xin tiền viện trợ không hoàn lại của đất nước phát triển, đổi lại chúng ta bị xâm thực về văn hóa. Chúng ta tự hào rằng 1.000 năm Bắc thuộc, chúng ta không hề bị đồng hóa, thậm chí còn đồng hóa ngược lại Trung Quốc. Nhưng chúng ta lại quá chủ quan, quá lơi lỏng quản lý để có thể chống lại sự đồng hóa trong thời đại thế giới phẳng này. Đã đến lúc rồi, không còn trông đợi vào nhà quản lý hay bất kỳ ai, tự bản thân mỗi cá nhân giới trẻ chúng ta phải nhận thức được tác hại của sự nghèo khó, của một quốc gia nghèo khó để thật nỗ lực có được sự giàu có. Như thế đã là đủ tốt cho nền kinh tế quốc dân rồi, sau đó chẳng nghĩ tới việc làm giàu cho dân tộc, cho đất nước. 3. Vì Việt Nam không có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tôi đang học ở Đại học Xây dựng. Phần lớn kiến thức dùng trong giảng dạy của trường tôi là được các thầy dịch từ tiếng nước ngoài về, có chỉnh sửa để phù hợp với môi trường Việt Nam. Rất ít giáo trình được viết hoàn toàn bằng nghiên cứu của Việt Nam. Và hãy nhìn trên Spyroom đi, rất nhiều các bài đứng top được dịch từ các tiếng nước ngoài, các nguồn như là Quora, Medium hay là Mark Manson. Nếu bạn là một dịch giả, thì bạn sẽ ưu tiên chọn những bài viết có giá trị mà bạn muốn gửi đến độc giả, và nó phải có nguồn dịch với độ tin cậy cao, đúng không? Và các bài viết thì phải hot, phải có khả năng thu hút người xem cho bõ công dịch thuật của bạn nữa chứ, đúng không? Đặt tâm lý đó vào góc nhìn của các nhà dịch thuật nước ngoài cũng vậy. Việt Nam chẳng có đủ nhiều nghiên cứu để hấp dẫn thu hút lượng dịch giả từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài để người nước ngoài phải học tiếng Việt. Trong các cuộc tranh luận trên mạng, chúng ta hay trích dẫn các nghiên cứu của đại học lớn trên thế giới và đặt niềm tin vào nó, ví dụ như là Cambridge, Harvard, Oxford. Vì các nghiên cứu này làm rất chuyên nghiệp và có sự kiểm định chặt chẽ, và quan trọng là các trường này đều có thương hiệu và có uy tín. Còn ở Việt Nam thì khác xa. Các nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam thì thường ngây thơ và thiếu thực tế. Nhiều đề tài làm rất qua loa, thiếu chuyên nghiệp. Các khâu đòi hỏi độ chính xác cao như là khảo sát thị trường, khảo sát đối tượng nghiên cứu thì làm thường mắc sai số lớn. Đó là sự khác biệt với đại học nước ngoài. Các dự án đem đi thi thố về khoa học của học sinh sinh viên Việt Nam hầu như là tất cả đều đắp chiếu. Tôi nhấn mạnh là gần như tất cả, vì nó đều không khả thi về mặt thương mại hóa, và đôi khi nó còn quá lạc hậu so với thế giới. Chúng ta thi cho vui, cho thử sức, cọ sát để kiếm tiền thưởng rồi đắp chiếu thế thôi, chứ thực tế chả áp dụng vào cái gì. Thế nên thế giới đâu có quan tâm đến thành tựu của Việt Nam. Cái họ quan tâm là sự đột phá trong công nghệ, sự chính xác trong các khâu nghiên cứu để công bố thì Việt Nam đều thiếu cả, nên họ không học tiếng của ta. Tóm lại, với 3 lý do tôi đưa ra, hy vọng nhận được thật nhiều phản biện từ mọi người. Và Spider Room đã không hề làm tác giả An Phạm phải thất vọng. Cụ thể, ý kiến mang tính phản biện mà mình thấy có tính giá trị nhất đến từ user học Lufe. Bạn ý chia sẻ như sau. Câu hỏi của bạn về mối quan hệ giữa người ngoại quốc và tiếng Việt thực hay, nhưng phương pháp tiếp cận và cách đặt trọng tâm cho vấn đề dường như là chưa được thực sự chặt chẽ lắm. Người nước ngoài ít học tiếng Việt bởi vì truyền thông của người Việt về nước Việt dở, Việt Nam nghèo đói, ít tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tôi thích nhạc rock nên tôi học tiếng Anh. Đúng, tôi thích đất Pháp thịnh vượng nên tôi học tiếng Pháp. Đúng, tôi thích tiếp cận với tinh hoa của khoa học kỹ thuật nên tôi học tiếng Đức. Đúng. Nhưng bạn thấy đó, cái cốt lõi là ở chữ thích cái đã. Mỗi sản phẩm nghệ thuật đều phải được xây dựng từ cái đẹp bên trong mỗi người trước nhờ. Còn mỗi sản phẩm khoa học thì cũng nên xuất phát từ những câu hỏi mà chính mình nghĩ ra. Của cải cũng phải được tạo nên từ lao động chứ bạn nhờ. Thích rồi thì mình còn mục tiêu gì nữa chứ An Phạm ơi. Còn tôi yêu một cô gái người Việt nên rất chăm học tiếng Việt. Còn bạn tôi sinh ra ở Pháp, lớn lên ở Việt Nam, nhưng lại nói rất giỏi tiếng Lào và Campuchia vì anh này mê cách nhuộm vải dân gian của Lào và mê một anh người Campuchia. Hãy nhìn vấn đề này bằng một cách cởi mở,
cùng những bộ giải pháp sẽ thực sự hữu dụng. Chứ phàn nàn về ca sĩ này, ca sĩ kia, lò này, gửi kia, luận văn này, luận án kia, e chừng sẽ thu hẹp chính giải pháp của bạn đó. Vậy còn các khán giả YouTube, các bạn nghĩ sao? Liệu người nước ngoài ít học tiếng Việt vì văn hóa, truyền thông nước ta không đủ hấp dẫn, hay là vì Việt Nam đang thiếu đi những động lực đủ mạnh, điển hình là về kinh tế để người nước ngoài phải học tiếng Việt? Hãy cùng thảo luận ở phía bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!